Và đây là một mẫu váy theo phong cách công sở thanh lịch mọi người ạ. Mọi người thấy không? Đó, dáng suông này, dài qua đầu gối này, đấy, cổ bẻ này. Rõ ràng là một mẫu nhìn dạng như công sở nhưng mà nó cũng có một cái gì đi điểm nhấn khiến cho mình cảm giác thanh lịch và sang trọng rất là nhiều luôn. Nó có một vài chi tiết rất là hay, đó là cái phần bell ở đây nhá. Đấy, phần bell này thì mọi người thường rất là thích bởi vì lần trước cũng đã review về cái này nhưng mà màu đen rồi và đã bán cháy hàng rồi. Ngày hôm nay thì là một mẫu với màu be nhá. Đấy, được tạo một cái bell này, màu nâu này, ở phía bên này thì có thắt một cái nơ ở đây. Mọi người cũng có thể là đưa ra đằng trước như thế này hoặc là thắt một nửa theo đằng sau, đằng trước. Nói chung là mình có thể thắt cái bell này theo nhiều kiểu khác nhau được nhá. Đó. Tay thì nó là dáng tay lửng nhá. Tay lửng và có sắn gấu như thế này. Mọi người có thể sắn gấu hoặc là không. Nhìn nó có một cái gì đấy nhìn giúp mình nhìn khỏe khoắn hơn. Đó là những cái chi tiết tôi rất là thích của cái váy này. Ngoài ra thì còn có chi tiết là hai cái túi đó. Đó, mọi người nhìn cá tính không? Khi mà mình đút tay vào túi di chuyển nhá, rất là cá tính luôn này. Khi mà muốn cá tính hơn thì sắn một chút đầu tay lên. Đó. Rất là đẹp. Như này nhá. Cái đai này thì mọi người có thể bỏ ra mặc theo kiểu suông nhá, cũng rất là xinh. Đây. Có rất nhiều kiểu mặc cho cái váy này nè. Mặc kiểu suông như này này thì lại biến thành một cái váy kiểu đi du lịch, đi chơi được. Mặc váy này thì mọi người có thể phối với một chiếc túi bản to, tức là những cái váy dạng suông này và nhìn nó basic như này nhá. Mọi người có thể phối với một chiếc túi bản to như thế này. Đấy, xách ở tay thôi. Đó, nó là một cách mix rất là hay. Tóc thì có thể búi lên như này này. Nhưng mà cái váy này rất là dễ phối thôi, mọi người có thể thả tóc nhá. Rất là xinh. Váy này thì có đủ size S, M, L và XL luôn. Phương là 48kg, đang mặc size S nhá. Nhưng mà Phương mặc thì hơi bị rộng một chút ấy, nên là những ai mà tầm trên 50kg mặc cái váy này thì sẽ đẹp hơn. Phương mặc rất là nhiều.